Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Tam Đa được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần. Bản tin sẽ có những tin chính như sau. Từ đầu tháng 7 đã có 6 vụ tai nạn tàu thảm khốc trên đường ray tại Cộng hòa Séc. Làm việc quá tải là lý do khiến gây ra những vụ tai nạn thương tâm này. Jihlava và vùng Moravskoslezsko đã áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang. Nghĩa vụ đeo khẩu trang từ đầu tháng 8 trên toàn Cộng hòa Séc là thông tin sai sự thật, Bộ Y tế cảnh báo. Cấm công ty Trung Quốc Huawei vào mạng 5G, nước Anh sẽ không mua các thiết bị 5G của Huawei kể từ đầu năm tới và loại bỏ toàn bộ các thiết bị của Huawei vào năm 2027. Ca phẫu thuật tách dính hai cháu bé Trúc Nhi, Diệu Nhi đã thành công, mang lại phép màu đến cuộc sống của hai cô bé thiên thần nhỏ này. Vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Milos Zeman đã chính thức đặt bút ký phê duyệt tăng mức thâm hụt ngân sách nhà nước lên 500 tỷ korun. Đây là mức thâm hụt ngân sách nhà nước cao nhất trong lịch sử Cộng hòa Séc. Và đây cũng là lần thứ 3 yêu cầu tăng mức thâm hụt ngân sách nhà nước trong năm nay. Và thâm hụt ban đầu được phê duyệt cho năm 2020 là 40 tỷ korun. Thủ tướng Andrei Babiš hy vọng rằng chính phủ cho đến cuối năm nay sẽ không yêu cầu thay đổi mức thâm hụt. Mức thâm hụt cao nhất được phê duyệt trước đây là 192 tỷ korun vào năm 2009 do sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, gần đây tại Cộng hòa Séc liên tiếp có những vụ tai nạn trên đường sắt xảy ra. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua lại những vụ tai nạn tàu xảy ra từ đầu tháng 7 cho đến nay. Ngày 4 tháng 7, một tàu Pskov đã mắc vào đường dây điện trên cao. Trên tàu chở 150 hành khách và rất may không ai bị thương. 3 ngày sau đó, vụ tai nạn thảm khốc giữa hai tàu điện tại vùng Karlovarsko đã xảy ra, khiến 2 người chết và 24 người bị thương. Không lâu sau đó, một vụ va chạm hai tàu tại Bychovice gần Praha, rất may không ai bị thương. Một sự cố khác đã xảy ra vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7, tại Černošice gần thủ đô Praha. Một tàu chở khách đã đi vào đường ray mà sau tuyến tàu này là một chuyến tàu cao tốc. Tiếp theo đó là sự cố xảy ra vào ngày 16 tháng 7. Một tàu tốc hành nhanh Krušnohor đi từ trạm ga Žatenice ở Teplice đã đi theo dọc đường ray xây dựng không chính xác và làm hỏng ghi bẻ đường ray tàu. Rất may không ai bị thương. Ngoài ra, từ đầu tuần, mỗi ngày đều có trường hợp không tuân thủ các biển báo dừng. Vào thứ hai là trên đường ray từ Chrudim đến Pardubice. Sau đó là ngày 14 tháng 7 là một chuyến tàu nhanh từ Tanval đến Praha. Và ngày hôm sau, tức 15 tháng 7 là chuyến tàu chở khách ở Ostrava. Sau những vụ tai nạn và sự cố liên tục như thế này xảy ra, dường như các bộ sẽ phải kiểm tra lại cách vận hành hệ thống của tuyến giao thông này. Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Yana Malachova đã yêu cầu kiểm tra lại việc chấp hành giờ làm việc của các nhân viên để xem họ có làm việc bị quá tải hay không. Kèm theo đó là Bộ Giao thông thì muốn kiểm tra các nhân viên điều khiển tàu nhiều hơn. Những ca làm việc bất thường, lái tàu trong đêm nhiều hơn, đôi khi là làm việc cho nhiều hãng vận tải. Đây đều có thể là những lý do có thể góp phần vào việc tạo nên những sự cố này của những người điều khiển tàu. Vụ tai nạn trật bánh tàu ra khỏi đường ray xảy ra tại vùng Khudimsko vào ngày 15 tháng 7 cũng là vì một số lý do nêu trên. Trong tàu lúc đó có 2 hành khách và rất may không ai bị thương. Trong các vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở Perning tại Karlovy Vary hay tại Český Brod ở vùng Kolín cũng có thể là do những người điều khiển tàu gây ra. Những người điều khiển tàu làm việc quá tải là lý do gây ra những vụ tai nạn này. Một người điều khiển tàu chia sẻ, chúng tôi bắt đầu làm việc vào lúc 9:39, ca đầu tiên kết thúc vào lúc 20:39. Theo giấy tờ thì chúng tôi có 6 giờ để nghỉ ngơi, sau đó vệ sinh cá nhân là lên giường ngủ. Như vậy, tính ra thì chỉ có 5 tiếng ngủ trên một chiếc giường mà không phải là của mình. Sau đó là ca thứ hai bắt đầu từ 2:12 sáng và kết thúc vào lúc 10:24 sáng. Một gánh nặng khác là do doanh thu. Khi tàu đến ga, chúng tôi phải báo cáo lại với nhân viên điều phối, yêu cầu khởi hành, di chuyển đến trạm thứ hai và chuẩn bị tàu để đi ngược lại. Chúng tôi chỉ có 3 phút để làm hết những việc này. Người điều khiển tàu trong vụ tai nạn ở Český Brod cũng đã làm việc trong tình trạng tương tự. Điều đó được chứng minh bằng lịch trình làm việc của anh ấy. Luật mới sẽ được áp dụng đối với những người điều khiển tàu. Họ sẽ phải báo cáo giờ làm việc của mình qua hệ thống điện tử, giống như các tài xế lái xe camion. Sửa đổi luật về đường sắt về chỉnh sửa bảng tính giờ điện tử đã được trình lên Hạ viện. Người dân tại Jihlava cũng như tại vùng Moravskoslezsko đã phải quay trở lại với việc đeo khẩu trang. Ví dụ như khi tham gia phương tiện giao thông công cộng hay tại các cửa hàng và trong các tòa nhà công cộng khác. Bởi vì tại những khu vực này đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm coronavirus mới.
Tại vùng Moravsko-Zhleskoe, các sự kiện chỉ được tổ chức tối đa 100 người. Các quán bar và nhà hàng sẽ phải đóng cửa từ 23 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Những người đi làm hàng ngày qua biên giới để làm việc, cứ 14 ngày thì phải xét nghiệm một lần. Lý do của việc áp dụng biện pháp này tại vùng Moravsko-Zhleskoe là vì khu vực này có số người nhiễm coronavirus nhiều nhất tại Séc. Vào thứ Năm, các nhà vệ sinh dịch tễ địa phương đã báo cáo có 56 trường hợp xét nghiệm dương tính, chiếm 1/3 tổng số ca nhiễm mới trong ngày tại Séc. Ổ dịch ở Karvina đã giảm xuống và ổ dịch hiện đã đi chuyển đến các công ty lớn khác. Tại công ty Varroc Lining ở Novochinsko đã bắt đầu xét nghiệm với các nhân viên. Tổng sẽ có 1.500 nhân viên sẽ được kiểm tra. Lý do của việc xét nghiệm tổng thể này là lý do ghi nhận 22 nhân viên dương tính với coronavirus, trong đó có 14 người là công dân từ Ba Lan đi làm hàng ngày qua biên giới. Thử nghiệm tiếp theo sẽ được lên kế hoạch là tại Karvina. Các nhà vệ sinh dịch tễ sẽ xét nghiệm lại những người trước đó chưa có xét nghiệm hoặc là có kết quả âm tính. Dự kiến là sẽ có xét nghiệm khoảng 3.000 người. Tiếp theo đó là công ty sản xuất ô tô Hyundai đã được thông báo về việc có một nhân viên nhiễm coronavirus. Theo như chia sẻ của các nhà vệ sinh dịch tễ học thì sẽ không có khả năng lây nhiễm vì người này đã bị cách ly 11 ngày. Sự lây nhiễm không chỉ lây lan ở các công ty lớn, mà sự lây nhiễm này cũng là lây lan ở bệnh viện. Bệnh viện Uherské Hradiště đã phải đóng cửa khu chăm sóc đặc biệt vì có 10 nhân viên nhiễm coronavirus và một bệnh nhân từ phòng hậu phẫu. Một bệnh nhân khác là ở khoa gây mê và hồi sức của bệnh viện này cũng đã có kết quả dương tính với coronavirus. Nhưng theo phát ngôn viên của bệnh viện thì bệnh nhân này không liên quan đến trường hợp lây nhiễm ở khu chăm sóc đặc biệt. Hiện khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này đã đóng cửa và không tiếp nhận thêm bệnh nhân mới. Việc lây nhiễm cũng đã xuất hiện ở các trẻ tham gia cắm trại gần Letin Uplesnia. Một bé gái 12 tuổi đã có xét nghiệm dương tính và bé gái này đã bị lây từ bố của mình. Các nhà vệ sinh dịch tễ đã kiểm tra tất cả những người có mặt ở trại hè và kết quả nhận được là âm tính. Mặc dù vậy, tất cả những người chỉ huy cũng như là 80 trẻ em khác sẽ vẫn phải thực hiện biện pháp cách ly phòng ngừa. Lính cứu hỏa đã khử trùng khu vực này vì vẫn còn nhiều nhóm cắm trại khác sẽ đến. Vùng Plzeň hiện vẫn không thuộc vào khu vực được tính là tâm dịch. Theo như ý kiến của ông Roman Primula, Ủy viên Chính phủ về nghiên cứu sức khỏe, thì vấn đề duy nhất là ổ dịch ở vùng Karvina, nhưng hiện tại thì đã giảm. Ý kiến của ông cho rằng số ca nhiễm mới hàng ngày hiện nay là vẫn có thể chấp nhận được, vì điều này liên quan đến việc nới lỏng của các biện pháp. Sự lây lan sẽ tập trung tại các địa phương và các công ty, bệnh viện và các nhóm khác, chứ không phải là lây lan rộng rãi. Tình hình hiện tại sẽ kéo dài cho đến khi có vaccine. Nếu như những gì hứa hẹn ban đầu, thì vào cuối tháng 10, những liều vaccine đầu tiên sẽ có. Và ước tính vào mùa xuân năm 2021, sẽ có những liều vaccine đầu tiên dành cho người dân Séc. Trước đó, vào ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế ông Adam Vojtěch đã chia sẻ rằng, từ tháng 10 đến tháng 11, người dân sẽ phải đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông, vì đây là thời điểm có nhiều loại bệnh liên quan đến đường hô hấp xảy ra và đặc biệt là cúm mùa. Theo như các nhà nghiên cứu cho thấy rằng khẩu trang có thể ngăn chặn đến 80% sự lây lan. Đồng thời, toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Séc đang chuẩn bị cho sự trở lại của coronavirus vào mùa thu, ví dụ như số lượng giường hay các trang thiết bị y tế. Từ tháng 8, bắt buộc phải đeo khẩu trang. Vậy thực hư là như thế nào? Trong tuần vừa qua, người dân đang hoang mang, không biết đâu là thông tin chính xác. Khi một cổng thông tin điện tử có tên manipulatory.cz đã đăng tải tin tức với nội dung từ tháng 8 sẽ lại bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn bộ Cộng hòa Séc. Và ngay lập tức sau đó, Bộ Y tế đã đính chính thông tin trên trang Twitter của Bộ. Đi kèm với đó là đường dẫn đăng tải thông tin không xác thực này. Dòng trạng thái viết, chúng tôi muốn cảnh báo về thông tin sai lệch và thao túng này liên quan đến việc từ ngày 1 tháng 8 sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang trên toàn Cộng hòa Séc và được áp dụng cả ở ngoài trời. Đây là thông tin không chính xác. Đây là một trò lừa bịp đã lan truyền trên cộng đồng mạng từ nguồn dẫn này. Theo một cuộc khảo sát của công ty Ipsos, thì có hơn một nửa người dân Séc tin vào những thông tin giả này. Rõ ràng nhất là trong thời kỳ đại dịch xảy ra, những thông tin sai lệch như coronavirus sẽ chết ở nhiệt độ 26 đến 27 độ C, hay tuyên bố chỉ cần nín thở là có thể thực hiện được xét nghiệm nhanh với coronavirus. Và thông tin sai lệch đầu tiên về coronavirus xuất hiện trên Internet vào tháng 1, khi một máy chủ của Nga do Bộ Quốc phòng điều hành đã cáo buộc Mỹ rằng Mỹ đã phát triển virus này và sử dụng chúng như một vũ khí sinh học. Hình phạt cho những bình luận kỳ thị, phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội tại Séc là có thật. Vào thứ Năm, Tòa án thành phố Teplice đã trừng phạt một tác giả với chỉ một câu bình luận kỳ thị và phân biệt chủng tộc dưới một bức ảnh của các em học sinh tiểu học lớp 1, nơi mà hầu như các em học sinh ở đây đều là những người Zigan, Việt Nam hay Ả Rập. Tác giả của bình luận đó chính là ông Vyacheslav Kropa đã bị kết án treo 16 tháng tù giam.
Một năm trước, tòa án đã tha bổng ông Vyacheslav Kropa, nhưng tòa phúc thẩm đã lật lại bản án và trả lại vụ án cho thành phố Teplice. Phán quyết hôm thứ Năm không phải là cuối cùng. Công tố viên đã để lại một thời gian để suy nghĩ. Cả luật sư và bị cáo đều không có mặt trong buổi tòa án hôm đó. Năm 2017, khi tờ báo Denik đưa tấm ảnh của các em học sinh tiểu học lớp 1 lên trang Facebook của mình, vì trên hình hầu như là các em học sinh người Zigan, Việt Nam và Ả Rập, và ngay lập tức đã có rất nhiều bình luận bày tỏ sự kỳ thị phân biệt. Một trong số bình luận đó thuộc về ông Vyacheslav Kropa, có thể tạm hiểu là trường tiểu học có tên Plinarenska. Trong tiếng Séc, nghĩa của trường khiến người ta liên tưởng đến những buồng khí ngạt trong thảm họa diệt chủng Holocaust khiến 1,2 triệu người Do Thái chết trong vòng 3 tháng tại chiến tranh lần thứ hai. Có thể tạm dịch câu bình luận này là: tụi trẻ này từ trường Plinarenska thì giải pháp là đây rồi còn gì? Các bạn đừng nói là không ai nghĩ ra điều đó. Sau khi bị tòa án kết án, thì ông Vyacheslav Kropa đang cố bao biện về hành động của mình chỉ mang tính chất hài hước. Sau đó, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra đối với những đối tượng có các bình luận kỳ thị, phân biệt chủng tộc khác. Ví dụ như một câu bình luận bắn thẳng tay cũng đã bị tòa án kết án treo cho người phụ nữ 26 tuổi này. Thưa quý vị, bình luận trên mạng xã hội nhiều người nghĩ là tự do, nhưng đằng sau đó vẫn còn các cơ quan tòa án và cảnh sát. Vào tối thứ Ba, cảnh sát Đức đã tìm thấy 31 người tị nạn trong một chiếc xe tải đông lạnh trên đường cao tốc giữa biên giới Séc và Đức. Chiếc xe có biển số Thổ Nhĩ Kỳ và đang hướng đến Dresden. Theo những thông tin từ cảnh sát Đức, những người tị nạn là đàn ông từ độ tuổi 18 đến 47 đã trốn giữa những pallet rau củ quả. Nguồn gốc của những người tị nạn này đều xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Iraq. Người tài xế lái xe 57 tuổi đã bị tạm giam với nghi vấn vận chuyển người trái phép. Lấy khai của những người tị nạn nói rằng họ đã phải nằm trong những thùng chứa dưa hấu với diện tích chỉ 1m2. Đây không phải là lần đầu tiên những kẻ buôn lậu người cố tình tìm cách đưa những người di cư trái phép đến châu Âu bằng xe tải đông lạnh. Vào tháng 8 năm 2015, cảnh sát Áo đã tìm thấy 71 người chết ngạt trong một chiếc xe tải đông lạnh bị bỏ rơi ở trên đường cao tốc gần biên giới Hungary. Đây chủ yếu là những người Syria, người Afghanistan và người Iraq. Một tòa án Hungary đã kết án 4 thủ phạm chính trong vụ án này 25 năm tù. Vào tháng 10 năm ngoái, một trường hợp tương tự đã được đưa ra ánh sáng ở Anh. 39 người Việt Nam di cư đã chết trong một chiếc xe container lạnh được nhập khẩu bởi một chiếc xe tải từ Bỉ. Cơ quan tư pháp Anh đang truy tố một số người bị nghi ngờ là một phần của băng đảng buôn lậu. Tài xế xe tải và một người đàn ông khác đã nhận tội. Chính phủ Séc đã gửi một dự luật tới phòng đại biểu về việc vượt qua người đi xe đạp an toàn hơn khi các tài xế ô tô vượt qua người đi xe đạp với khoảng cách bắt buộc ít nhất là 1,5 mét. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải ông Karel Havlíček nói thêm rằng về nguyên tắc thì đề xuất này sẽ giúp cho người đi xe đạp an toàn hơn, nhưng cần thiết phải thử nghiệm nhiều hơn để giảm thiểu tối đa rủi ro trước khi luật ban hành. Tình trạng thực tế, chiếc xe ô tô đen đã vượt xe ô tô trắng, rồi nhanh về làn của mình và đâm phải xe đạp, rồi bỏ chạy. Đây là một trong những trường hợp cần phải giữ khoảng cách với người đi xe đạp 1,5 mét khi muốn vượt. Những người lái xe nên suy nghĩ rằng không phải ai đi xe đạp cũng chuyên nghiệp. Người đi xe đạp có thể chỉ là một người cao tuổi đi mua bánh mì, và chính những lực từ ô tô tạo ra cũng gây nguy hiểm. Những người nước ngoài như Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp cũng đã áp dụng khoảng cách này, và trong tương lai sẽ được áp dụng với cả châu Âu. Nhưng thực tế, khi tạo ra khoảng cách an toàn cho người đi xe đạp, thì người lái xe ô tô vượt qua vạch trắng lại ảnh hưởng đến làn xe đi đối diện. Và người đi xe đạp cũng phải chấp hành luật như không dàn ra hàng ngang, không dùng lẫn vạch đi đường cho người đi bộ. Năm nay, tại đường bộ Séc đã có 21 người đi bằng xe đạp tử vong, và trong đó 12 trường hợp là do người đi xe đạp tự gây ra. Theo như thống kê từ Trung tâm Nghiên cứu về Giao thông, năm ngoái có tổng cộng hơn 4.000 vụ tai nạn xe đạp xảy ra, 36 người tử vong và trong đó 309 người bị thương nặng. Có đến 78% số người tử vong không đội mũ bảo hiểm. Khi đi xe đạp, phải đội mũ bảo hiểm bắt buộc với trẻ em dưới 18 tuổi. Trẻ em dưới 10 tuổi không được đi xe đạp một mình. Khi đi xe đạp, hai bàn chân luôn luôn phải giữ ở bàn đạp. Hai tay không được giữ vật khác, cũng giống như khi sử dụng các phương tiện khác, người đi xe đạp phải tỉnh táo, không trong tình trạng say rượu. Đi khám đại tràng đối với những người trên 50 tuổi sẽ là miễn phí. Trước đây, việc này chỉ được áp dụng đối với những người trên 55 tuổi. Đây như là một mốc khuyến khích người dân đi khám đại tràng nhiều hơn. Các bác sĩ tại Séc hàng năm tìm thấy 7.500 ca ung thư đại tràng. Sự nguy hiểm ở đây là trong giai đoạn đầu của ung thư, bệnh nhân không có dấu hiệu nào.
Sau phẫu thuật và 15 lần hóa trị, tình trạng sức khỏe của ông David Svoboda sau nhiều năm đã ổn. Ông đã chiến đấu với ung thư đại tràng khá nhiều. Trong giai đoạn đầu, ông đã chủ quan với nó. Khi phát hiện phân có máu và rất loãng, sau 9 tháng, ông đã không đi khám bác sĩ và sau đó phát hiện ra là ung thư đại tràng. Hàng năm, các hãng bảo hiểm gửi thư đến cho 1 triệu hộ dân, nhưng thực tế chỉ có 15% trong số đó đi khám sàng lọc screening. Bộ Y tế khuyến khích người dân đi khám đại tràng bằng cách giảm độ tuổi khám miễn phí từ 55 tuổi xuống 50 tuổi, vì chính ở độ tuổi này có nguy cơ mắc ung thư cao nhất. Và hàng năm có tới 3.500 ca tử vong do bệnh này. Là tuần đầu tiên của bốc thăm trúng thưởng Tam Đa Promo đã kết thúc. Không biết những khách hàng may mắn của chúng ta có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng đến tận nơi của khách hàng để tìm hiểu nhé. Trên 10 phiếu. Dạ, trên vâng 10 ạ. Phiếu mua hàng. Vâng. Tuần đầu tiên á thì nhà chị được 4 phiếu. Cái điều này là thật sự bất ngờ, bởi vì là đứa cháu lên mạng và bảo với cô rằng là ôi cô ơi, công ty nhà mình được lọt vào vòng gala, và thật sự là bất ngờ, rất là bất ngờ, không nghĩ rằng là đã lọt vào vòng gala. Ôi, nghe em gửi điền gửi là chị tự nhiên chị cũng mừng, mặc dù là biết đấy là chị có thông báo là mình là một trong những người để đi vào vòng gala thôi, chứ không phải là để rước ô tô về đâu, nhưng mà vẫn vui. Mình thì cũng theo cái cảm nghĩ của mình thôi. Thì cuộc sống mà, nhiều khi có những cái điều mình nghĩ là nó sẽ không xảy ra, nhưng mà nó lại vẫn cứ lại xảy ra trong cuộc sống của ta. Nên là mọi người cứ cố gắng làm việc và hy vọng biết đâu đó một cái điều gì đó nó thật sự may mắn nó xảy ra đối với mình. Doanh thu bán hàng online tăng kỷ lục trong đầu năm 2020. Những chủ shop bán hàng online đang có một mùa làm ăn tốt nhất trong vòng 10 năm kể lại đây. Trong tháng 4 vì dịch bệnh, doanh thu e-shop đã tăng lên tới 40% và xu hướng bán hàng online ngày càng được ưa chuộng hơn. Doanh thu của cửa hàng Bushman này đã giảm tới 80% trong thời gian dịch bệnh. Chính nhờ bán hàng qua e-shop mà đã cứu vãn được cửa hàng. Sau đó khách hàng đã quen dần và rồi cửa hàng ngày càng muốn đẩy mạnh hơn lĩnh vực này. Cửa hàng khi bị đóng cửa do dịch bệnh thì bán hàng online đã tăng tới 158%. Và cả những công ty cung cấp phần mềm tạo ra e-shop mới như một đơn đặt hàng. Thời gian vừa rồi, nhu cầu của khách hàng muốn tạo ra e-shop mới gần như là gấp 3. Theo như tư vấn của một giám đốc công ty phần mềm Shopsys, thì hầu như khách hàng của họ không còn mong chờ doanh thu từ cửa hàng sẽ quay trở lại như trước. Chính vì vậy, bán hàng online sẽ tăng. Nhờ dịch bệnh mà thói quen của người mua hàng đã thay đổi, hầu như các chuỗi bán hàng thực phẩm đã không chú ý đến nó. Chắc chắn sau dịch bệnh, số lượng e-shop tại Séc sẽ tăng khoảng 15%. Trong những ngày gần đây, dịch bệnh trên từng quốc gia châu Âu có diễn biến khác nhau. Rất nhiều thông tin liên tục thay đổi, các khách du lịch cũng như người dân cần phải chú ý. Và ban biên tập Tam Đa Media của chúng tôi sẽ giúp quý vị cập nhật ra những thông tin quan trọng đang diễn ra cũng như cần chấp hành tại các quốc gia châu Âu cũng như là tại Séc. Slovakia tăng mức phạt lên cho những người dân không thông báo với trạm vệ sinh dịch tễ khi trở về từ các quốc gia có rủi ro cao với coronavirus. Cũng không tránh khỏi, Croatia, điểm đến hấp dẫn với khách du lịch người Séc, đã bắt buộc phải đeo khẩu trang trong cửa hàng vì lý do số ca nhiễm những ngày gần đây tăng cao. Tại Hy Lạp, khi đi qua cửa khẩu Bulgaria bằng ô tô, ngoài trình QR code thì cần phải trình kết quả xét nghiệm âm tính không quá 72 giờ. Slovakia tăng mức phạt với chính những công dân của mình nếu họ trở về từ những nước có tình hình dịch rủi ro cao mà không thông báo với ủy ban. Mức phạt hiện tại là 1.650 euro, tăng lên tới 5.000 euro. Croatia, địa điểm mùa hè phổ biến nhất đối với khách du lịch người Séc. Tại đây sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các cửa hàng. Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới đã tăng kỷ lục từ thứ 6 sang thứ 7 với 140 ca. Thời điểm hiện tại, số ca nhiễm mới đã giảm dần. Thành phố Split là nơi tồi tệ nhất. Khẩu trang cũng phải đeo với những lái xe dừng ở trạm xăng khi đi ra tính tiền. Theo như thông tin từ Bộ Y tế Séc, thì những nước như Montenegro, Serbia và Thụy Điển, màu đỏ, được cho vào danh sách nước có tình hình dịch bệnh rủi ro cao. Người Séc khi trở về từ những nước này sẽ phải đi xét nghiệm hoặc thực hiện biện pháp cách ly 14 ngày. Còn những nước khác, các biện pháp dành cho người Séc như thế nào? Khi đến đảo Síp, người Séc phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ. Latvia và Estonia cũng không được xét coi là nước an toàn. Sau khi trở về từ những nước này, sẽ cần phải thực hiện biện pháp cách ly 14 ngày.
Tại Ý, Ủy ban sẽ có thể kiểm tra nhiệt độ tại bãi biển và bắt buộc đeo khẩu trang trong khu vực trong nhà. Tại Tây Ban Nha cũng tương tự và kèm theo đó là trình mẫu đơn được điền trước khi bay. Sau mẫu đơn đó xuất ra QR code để trình ở sân bay. Cấm các công ty Trung Quốc Huawei vào mạng 5G, nước Anh sẽ không mua bất cứ thiết bị nào 5G của Huawei kể từ năm tới và loại bỏ hoàn toàn các thiết bị của Huawei vào năm 2027. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Thủ tướng Anh ông Boris Johnson với Nội các và Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm qua. Động thái của Anh đưa ra sau khi Mỹ quyết định tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Huawei thêm một năm nữa do lo ngại về vấn đề an ninh thông tin. Quyết định này của Anh được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Anh và Trung Quốc và có thể làm trì hoãn việc ra mắt nền tảng 5G tại quốc gia này. Và đồng thời, ông Donald Trump đã đặt bút ký lệnh trừng phạt Trung Quốc. Hồng Kông sẽ không nhận được bất kỳ tình trạng đặc biệt nào. Vào ngày 14 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp chấm dứt những ưu đãi thương mại đối với đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Theo đó, Hồng Kông giờ đây sẽ được Mỹ đối xử như đối với Trung Quốc đại lục, không có đặc quyền, không được đối xử đặc biệt về kinh tế và không được xuất khẩu công nghệ nhạy cảm. Ông Trump cho biết cũng đã ký ban hành đạo luật Hồng Kông được Quốc hội Mỹ thông qua trong tháng 7 này. Theo đó cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức Trung Quốc liên quan đến luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Kông, bao gồm trừng phạt các ngân hàng giao dịch với những quan chức này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã đưa ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ động thái mới này của Mỹ. Tuyên bố cho biết Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết để bảo vệ những lợi ích chính đáng của nước này và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Mỹ liên quan. Vào ngày 16 tháng 7 tại Madrid, Tây Ban Nha đã tổ chức lễ tưởng niệm cấp nhà nước dành cho các nạn nhân của COVID-19 và những người đã hy sinh bản thân để đẩy lùi đại dịch toàn cầu. Nhà vua Philippe thứ 6 và hoàng hậu Letizia, các thành viên của chính phủ, người thân của khoảng 100 người tử vong trong thời gian đại dịch bùng phát, đại diện của các lực lượng y tế cảnh sát của Tây Ban Nha, đại diện Liên hiệp châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới, đại sứ của các nước tại Tây Ban Nha đã tham dự buổi lễ của tổ chức trang nghiêm trong cung điện hoàng gia. Trước diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch COVID-19, chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 14 tháng 3 và áp đặt các biện pháp phong tỏa được cho là nghiêm ngặt nhất thế giới. Vào thời điểm này, sau gần 3 tuần mở cửa trở lại nền kinh tế, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục đối mặt với hàng chục ổ lây nhiễm mới. Theo như thông tin của Worldometers, tính đến ngày 16 tháng 7, Tây Ban Nha đã có hơn 300.000 ca mắc và hơn 28.000 ca tử vong do COVID-19. Nước này đang xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng COVID-19 thế giới. Ca phẫu thuật tách dính hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi đã thành công, mang phép màu kỳ diệu đến cuộc sống mới cho hai cô bé thiên thần nhỏ này. Tối ngày 15 tháng 7, sau hơn 12 tiếng nỗ lực, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tách dính hai bé song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi. Ca phẫu thuật thành công như một phép màu kỳ diệu giúp hai bé có được cơ thể độc lập, không còn phải dính liền nhau như trước đây. Mỗi bé đã được đưa ra bàn mổ riêng, chuẩn bị các công đoạn chỉnh hình khung chậu, kéo vạt da che các cơ quan của bé. Trước đó, dự kiến các phẫu thuật sẽ kéo dài khoảng 12 tiếng với 93 thành viên y bác sĩ. Các bác sĩ không gặp khó khăn trong việc tách dính và phân chia các cơ quan. Các mốc giải phẫu được xác định giống như hình ảnh đã được chẩn đoán trước mổ. Hai bé là con một sản phụ 25 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, mang thai lần đầu. Cặp song sinh được xác định dính nhau ở vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn. Đến khi mổ, cặp song sinh đã được 13 tháng tuổi, nặng 15 cân. Với các chỉ số phát triển gần như trẻ bình thường và điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính. Ca mổ của cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi là cột mốc lịch sử cho sự tiến bộ của ngành y tế Việt Nam kể từ sau 32 năm tách mổ thành công cặp song sinh Việt-Đức. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian bản tin Tam Đa phát sóng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều nhận xét, ý kiến đóng góp cũng như là sự ủng hộ từ quý vị. Đồng thời, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc về nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như giáo dục, kinh tế hay là tài chính. Và có một điều mà quý vị và các bạn chưa biết, đó là bên cạnh ban biên tập Tam Đa Media thì có những cộng tác viên, chuyên gia tư vấn, đến chính chúng tôi nhiều khi cũng cần sự giúp đỡ từ họ. Và vì vậy, ban biên tập Tam Đa Media của chúng tôi đã quyết định từ bản tin này trở đi sẽ dành một thời lượng ở cuối chương trình để trả lời những thắc mắc của quý vị khán giả. Và ngay bây giờ, quý vị và các bạn có thể bình luận ở dưới bản tin hoặc inbox vào fanpage Tam Đa Media. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại và chọn lọc ra những câu hỏi thường xuyên thắc mắc nhất của khán giả và trả lời vào cuối bản tin Tam Đa tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ. Và bây giờ, mời quý vị và khán giả
hãy cùng chúng tôi đến với tin giải trí của tuần này. Người đàn ông Pakistan Rashid Nazem đã lập kỷ lục đập vỡ bằng đầu 64 lon bia hay 243 hạt óc chó trong vòng 1 phút. Động lực duy nhất của anh là để cho đất nước tự hào. Và giờ là dành cho những ai yêu thích côn trùng. Anh Juan Carlos Orti đã ngồi một tiếng để ong bay kín mặt. Hay tại Trung Quốc, anh Luan Renming để 64 kg ong bay quanh mình, tương đương với 600.000 con ong. Một lĩnh vực hoàn toàn khác, thú vui của một người tại Mỹ khi vứt bóng trúng rổ từ độ cao 162m. Hay Felix Baumgartner đã nhảy dù từ vũ trụ mà vẫn sống sót, hạ cánh thành công xuống mặt đất từ độ cao 39km với vận tốc 1.357 km/h. Còn tại Séc cũng có ảo thuật gia Zdeněk Bradáč đã tạo nên rất nhiều kỷ lục thế giới. Ví dụ như tung hứng bóng dưới nước. Bạn đã bao giờ từng thử chưa? Vâng, và những hình ảnh giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin Tamda do ban biên tập Tamda Media thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Tamda vào lúc 19 giờ thứ Bảy tuần sau. Tiếp theo đây là chương trình học tiếng Séc cùng Tamda do bạn Nga Trần thực hiện. Xin chào các bạn, một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng người Anh, David Wilkins đã từng nói rằng: "Without grammar, very little can be conveyed. Without vocabulary, nothing can be conveyed." Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền đạt. Nhưng không có từ vựng thì chẳng có một thông tin nào có thể được truyền đạt cả. Chính vì vậy, học từ vựng đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc học bất kỳ ngoại ngữ nào. Và đây cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay: từ vựng tính từ theo chủ đề. 3, 2, 1. Bắt đầu. Trước tiên mình muốn giới thiệu một điều thú vị luôn cho các bạn. Mọi người cũng đã biết nếu tính từ đi với danh từ giống đực thì sẽ có đuôi y. Nhưng nếu trong giao tiếp thân mật với những người thân thiết, chúng ta có thể đổi đuôi y thành a. Quay lại với ví dụ ở video trước, dobry mush sẽ thành dobrey mush. Và nếu nói riêng dobrey còn có nghĩa là chào thay cho từ dobry den. Dobrey. Sau đây sẽ là hàng loạt các tính từ mới ở dạng nguyên gốc y, nghĩa là nó sẽ thay đổi khi kết hợp với danh từ dựa vào danh từ đó là giống gì, thì tính từ sẽ có đuôi tương ứng phù hợp. Mình nhắc lại là danh từ giống đực, tính từ đuôi y. Danh từ giống cái, tính từ đuôi a. Và danh từ giống chung, tính từ sẽ là đuôi e. Để dễ hơn cho các bạn, mình đã sưu tập các cặp tính từ vựng đồng nghĩa và trái nghĩa về con người. Bohati. Bohati nghĩa là giàu. Và ngược lại sẽ là khudi. Khudi nghĩa là nghèo. Veseli. Veseli. Hoặc mình có thể nói là shchastny. Shchastny đều là vui và hạnh phúc. Và ngược lại sẽ là smutny. Smutny nghĩa là buồn. Tlusty. Tlusty nghĩa là béo. Và ngược lại sẽ là hubeni. Hubeni. Hoặc mình có thể nói là shchihli. Shchihli đều là gầy, nhỏ. Tiếp theo là từ khiêm tốn, skromny. Skromny. Và ngược lại sẽ là từ namishleni. Namishleni nghĩa là kiêu ngạo. Tốt hay là ngoan sẽ là hodni. Hodni ngược lại sẽ là zli. Zli. Krasni. Krasni hoặc là hezky là đẹp. Ngược lại xấu sẽ là ošklivý. Ošklivý. Pilni. Pilni chăm chỉ. Líni. Líni nghĩa là lười. Mladý. Mladý là trẻ. Và già có tuổi có nghĩa là starý. Starý. Silný. Silný khỏe. Ngược lại sẽ là slabý. Slabý nghĩa là yếu. Tức giận sẽ là rozčílený. Rozčílený hoặc naštvaný. Naštvaný nghĩa là tức giận.
Và ngược lại với tức giận sẽ là bình tĩnh. Glitni, glitni. Thông minh sẽ là khitri, khitri. Và tiếp theo, ngược lại, ngu ngốc sẽ là halopi, halopi. Tiếp đến là những cặp tính từ đồng nghĩa và trái nghĩa về đồ vật. Lohi, lohi nghĩa là dài. Ngược lại sẽ là ngắn là kratki, kratki. Tvrdi, tvrdi nghĩa là cứng. Ngược lại sẽ là mnyaki, mnyaki, mềm. Sáng là svetli, svetli. Tối là tmavi, tmavi. To nghĩa là velki và nhỏ sẽ là mali, mali. Novi, novi nghĩa là mới. Ngược lại với mới là cũ sẽ là stari, stari. Đầy nghĩa là plni, plni. Và trống rỗng sẽ là prazni, prazni. Ấm là tepli, tepli. Lạnh là studeni, studeni. Nhanh sẽ là rikhli, rikhli. Ngược lại với nhanh sẽ là chậm là pomali, pomali. Chisti, chisti. Sạch. Bẩn sẽ là spinavi, spinavi. Levni, rẻ. Levni, rẻ. Drahi, drahi nghĩa là đắt. Sau đây sẽ là các tính từ vựng về màu sắc như sau. Barva nghĩa là màu. Cherni, cherni nghĩa là đen. Bili, bili nghĩa là trắng. Cherveni, cherveni nghĩa là đỏ. Modri, modri nghĩa là xanh da trời. Zeleni, zeleni nghĩa là xanh lá cây. Zluti, zluti nghĩa là vàng. Oranjovi, oranjovi nghĩa là da cam. Rujovi, rujovi nghĩa là hồng. Shedi, shedi nghĩa là xám. Hnyedi, hnyedi nghĩa là nâu. Bejovi, bejovi nghĩa là màu be. Fialovi, fialovi nghĩa là màu tím. Khi chúng ta nói màu đen thì màu là barva, giống cái, tính từ là cherni sẽ đổi sang cherna. Cherna barva, cherna barva. Modra barva, modra barva. Zelena barva, zelena barva. Svetli là sáng, tmavi nghĩa là tối. Và nếu chúng ta muốn nói màu gì đó sáng hoặc là tối, chúng ta chỉ cần thêm từ svetle hoặc svetlo cộng với tính từ. Svetle modri, nebo svetlo modri nghĩa là màu xanh sáng. Ngược lại, tmavi hoặc tmavo cộng với tính từ. Tmavi hnyedi hoặc tmavo hnyedi nghĩa là màu nâu tối. Hay đơn giản chỉ là màu sáng, chúng ta sẽ nói là svetla barva. Màu tối, tmava barva. Chernobili, chernobili nghĩa là đen, trắng. Yednobarevni, yednobarevni nghĩa là một màu. Vicebarevni, vicebarevni nghĩa là nhiều màu. Bruhovani, bruhovani nghĩa là sọc hay là vằn. Mình xin lưu ý một lần nữa là các tính từ ở bên trên đều là ở dạng nguyên gốc. Các bạn hãy tự đổi đuôi cho phù hợp với giống của danh từ khi mình sử dụng nhé. Và để ôn lại cũng như là để nhớ, các bạn hãy thử viết dưới video ít nhất là 5 tính từ. Không thì càng nhiều càng tốt. Vậy là bài học ngày hôm nay toàn là từ mới, các tính từ theo chủ đề như là con người, đồ vật, màu sắc. Mình hy vọng là đến tuần sau các bạn sẽ thuộc hết hàng loạt những từ này. Tuy có hơi nhiều một chút, nhưng chúng ta có thể chia ra làm nhiều phần và học từng từ cộng thêm ôn lại.
Người Đức có câu tục ngữ Übermacht der Meister, dịch ra tiếng Séc là Zwischini Jelamistra, tương đương với câu tục ngữ có công mài sắt, có ngày nên kim. Trong bất kỳ công việc nào, nếu bạn kiên trì, quyết tâm, chăm chỉ rèn luyện, chắc chắn là sẽ thành công. Vậy nên chúc các bạn học tiếng Séc thật tốt và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tuần sau. Xin chào!